Vâng, cho đến nước giờ nước này đã là 2 giờ chiều. Người dân lại đang có nhu cầu lại kéo tới xem rất đông. Tình hình là có mấy xe cơ động bây giờ lại chạy tiếp vào. Tình hình lại có vẻ lại đang xôn xao hơn. Chuyện cầu Rạch Kinh thì rất chặt, không thể vào được. Mình cử động những cái đó nên là không thể cho qua, không. Người dân đến giờ này 2 giờ chiều thì lại đến kéo tới xem rất tấp nập. Mình vẫn chưa thể bắt được Tuấn. Để tiếp tục săn tin em vào trong quán tạp hóa để làm tạm cái gì ăn trưa cho nó này, giờ mới được ăn trưa đây. Ăn tí mì không được. Để săn tin tiếp. Ăn mì ly tìm săn tin Tuấn Củ Chi. Rồi, các bác xem tới đây thì nhớ đăng ký kênh để em tiếp tục quay những video về những diễn biến mới nhất trong vụ này nha.